Xin chào các em, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài 26, đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản. Nội dung thứ hai, vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Còn phần 2 trong sách giáo khoa là sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta nằm trong phần giảm tải, cho nên các em sẽ tham khảo thêm trong sách giáo khoa trang 96 nhé. Trước khi vào tìm hiểu bài học mới, các em cần trả lời cho cô các câu hỏi sau. Khoáng sản là gì? Mỏ khoáng sản là gì? Và thế nào là khoáng sản? Để trả lời được 3 câu hỏi này, các em sẽ dựa vào kiến thức năm lớp 6 kết hợp với theo dõi đoạn video sau nhé. Khoáng sản là khoáng vật tích tụ trong vỏ trái đất. Nó tồn tại ở cả ba dạng: rắn, lỏng và khí. Chất rắn gồm các quặng kim loại như sắt, đồng, bạc, vàng, nhôm. Phi kim thì gồm than, đất hiếm, đất sét và các loại đá quý, đá màu như kim cương, ruby, mã não. Qua đó giúp ta tạo ra máy móc, công cụ, cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu cho ta. Chất lỏng được biết đến nhiều nhất là dầu, dùng để tạo ra nhiên liệu và các chất bôi trơn. Ngoài ra còn có các dòng nước khoáng, nước ngầm là một nguồn cung cấp nước cho con người. Cuối cùng là chất khí, gồm khí đốt để tạo ra nhiên liệu và các loại khí trơ dùng trong nghiên cứu và tổng hợp các chất. Máy móc, công cụ, nhiên liệu và nguyên liệu, những sản phẩm từ khoáng sản đã tạo nên thế giới vật chất vô cùng phong phú cho con người. Trước kia, đời sống con người vô cùng hoang sơ, nhờ có khoáng sản, con người biết xây dựng, lao động, đời sống vật chất cũng ngày càng phát triển, phong phú và đa dạng hơn. Khoa học, nghệ thuật, y tế, xây dựng, quân đội, kinh tế, hầu như mọi mặt của con người đều liên quan đến khoáng sản. Sau khi xem video kết hợp với kiến thức năm lớp 6, các em đã trả lời được các câu hỏi rồi đúng không nào? Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích nằm sâu dưới lòng đất dưới dạng rắn, lỏng, khí được con người khai thác. Mỏ khoáng sản là nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác. Quặng khoáng sản là các loại đất đá chứa khoáng chất như kim loại hoặc đá quý được khai thác từ mỏ và chế biến để sử dụng. Chúng ta tìm hiểu nội dung đầu tiên. Việt Nam là một nước giàu tài nguyên khoáng sản. Vậy dựa vào sự hiểu biết của bản thân cho cô biết, dấu hiệu đầu tiên của việc sử dụng khoáng sản ở nước ta từ bao giờ? Đó là các công cụ bằng đá, sắt, đồng được phát hiện trong các ngôi mộ cổ ở Thanh Hóa cách đây hàng chục vạn năm từ thời kỳ đồ đá cũ. Các em quan sát vào lược đồ khoáng sản Việt Nam trong tập bản đồ địa lý lớp 8 trang 24. Bà cho cô biết,
Vì sao nói khoáng sản Việt Nam phong phú và đa dạng? Nhìn ở trên lược đồ chúng ta sẽ thấy là khoáng sản phân bố khắp cả nước ta, từ Bắc vào Nam và tập trung chủ yếu là ở miền Bắc. Qua khảo sát và thăm dò thì được khoảng 5.000 điểm quặng và gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác. Quy mô và trữ lượng khoáng sản nước ta như thế nào? Phần lớn các khoáng sản nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ. Chúng ta thấy là diện tích lãnh thổ Việt Nam thuộc loại trung bình của thế giới, cho nên Việt Nam được coi là nước giàu có về khoáng sản, song phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta, đó là dầu mỏ và khí tự nhiên. Tổng trữ lượng bao gồm có dự báo và tìm kiếm thăm dò của dầu mỏ khoảng 6 tỷ tấn và khí tự nhiên khoảng 4.000 tỷ mét khối. Dầu mỏ và khí tự nhiên thì tập trung chủ yếu ở vùng tỉnh lục địa phía Nam của nước ta. Than đá có tổng trữ lượng khoảng 5 tỷ tấn và tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh. Bauxit có tổng trữ lượng khoảng 8 tỷ tấn, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, bauxit còn có ở tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Tiếp theo là apatit, tập trung ở tỉnh Lào Cai. Và apatit thì được khai thác chủ yếu để chế tạo phân bón cho nông nghiệp. Sau khi tìm hiểu về đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam, em cho cô biết vì sao Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản. Do một số nguyên nhân sau. Đó là do lịch sử địa chất kiến tạo lâu dài, phức tạp và nhiều chu kỳ kiến tạo sản sinh một hệ khoáng sản đặc trưng. Đó là do Việt Nam nằm ở nơi giao lưu của hai vành đai sinh khoáng lớn, Địa Trung Hải và Thái Bình Dương. Và nguyên nhân nữa, đó là do sự phát hiện, thăm dò và tìm kiếm có hiệu quả. Các em hoàn thiện lại một số nội dung của phần 1 này vào trong tập của mình nhé. Khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại, nhưng phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn như là dầu mỏ, khí tự nhiên, than, sắt, bauxit, vân vân. Chúng ta chuyển qua nội dung thứ hai, vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Em cho cô biết tại sao phải khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản? Bởi vì khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi và nó có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vậy thực trạng hiện nay của tài nguyên khoáng sản Việt Nam như thế nào? Những nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng đó? Các em sẽ theo dõi đoạn video sau nhé! Mất nhiều giờ đi bộ xuyên rừng, phóng viên mới vào được đến vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Đây cũng là địa bàn nóng, nơi có nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép hoạt động. Dù đường xa, nhưng nếu chỉ một chút vội vàng mà không quan sát kỹ, thì rất dễ rơi xuống những hố khai thác vàng sâu hun hút, được đào dày đặc trong rừng như thế này. Âm thanh vang rền của những chiếc máy nổ dẫn chúng tôi đến khu vực Lùng Lương, nơi hàng chục vàng tặc đang hoạt động. Giữa vùng lõi khu bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt, các loại máy bơm, máy phát điện hoạt động hết công suất để phục vụ cho việc đào đãi tuyển quặng. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ông Lung không ngần ngại khoe chiến tích hơn 30 năm đào vàng. Chỗ này ấy, lấy bao nhiêu vàng đấy? Lấy bao nhiêu vàng? Nhiều lắm à? Lấy mấy yến vàng ấy. Có hai cao điểm gần chục cây mà. Thế rồi? Nó thịt cả hai máy thịt. Ừ. Hai vòi. Ừ. Một máy cày cứ thế vừa làm ngày lẫn đêm luôn. Ừ. Đó là câu chuyện của vài năm trước.
Còn giờ đây, dù đã xây dựng cả khu mỏ khang trang, nhưng mỗi ngày ông Lung cũng chỉ kiếm được khoảng chục phân vàng. Bường nhỏ như ông Lung thì thế là ít, nhưng với hàng chục bường lớn hoạt động nhộn nhịp trong cánh rừng này, thì số vàng kiếm được hàng ngày có thể đong bằng muôi hay bằng vỏ cây thuốc lá như thế này. Cùng với đó là hàng nghìn mét khối đất rừng tự nhiên bị đào xới vô tội vạ, hàng trăm loại động thực vật rừng quý hiếm bị phá hoại môi trường sống hoang dã. Còn vàng tặc thì vẫn ngang nhiên lộng hành giữa khu bảo tồn suốt hàng chục năm qua. Đại công trường khai thác titan Phú Hiệp. Hàng chục vòi nước phun vào hàng chục chiếc hồ chứa. Nước bắn vào núi để lấy cát. Nước bơm vào cụ vít để tuyển quặng. Nước đẩy titan vừa tuyển về bãi chứa. Hàng chục chiếc máy bơm chạy hết công suất để cung cấp một lượng nước khổng lồ cho một quy trình khai thác như thế này. Theo tìm hiểu của phóng viên, các doanh nghiệp đang khai thác titan tại đây đều sử dụng nguồn nước ngầm. Điều đó đã được minh chứng bằng sự hiện diện của hàng trăm chiếc giếng khoan đã được đào trong nhiều năm qua. Khai thác titan đó, thì khi mà em đã đào nó lên rồi đó, thì cái vùng đất mùn ở trên cái thức ăn nó đã hết. Thì cây non thì nó lấy cái gì nó sống. Vừa thiếu nước, vừa thiếu thức ăn nữa, thì không thể nào có hình thành được những cái mảng rừng theo yêu cầu của mình. Người dân thiếu nước, rừng thiếu nước, chỉ có công trường khai thác titan thì có nước. Nước chảy lênh láng khắp nơi, làm biến dạng địa hình, gây sạt lở, tạo ra những trận lũ cát chôn sống cây rừng. Theo các nhà khoa học, nước thải trong quá trình tuyển quặng tạo ra hoạt chất phóng xạ. Đó là lý do khiến cho ngay cả những cây rừng như thế này dù xung quanh là nước nhưng cũng không thể sống. Khi theo dõi video, chúng ta sẽ thấy được là thực trạng của một số khoáng sản ở Việt Nam hiện nay là có nguy cơ bị cạn kiệt, sử dụng lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. Và một số nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó là do quản lý lỏng lẻo, khai thác tự do, kỹ thuật khai thác chế biến còn lạc hậu và quá trình thăm dò, đánh giá chưa thật chuẩn xác, từ đó dẫn đến việc đầu tư lãng phí. Vậy nước ta đã có biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên khoáng sản? Nước ta đã có luật khoáng sản. Chúng ta cần thực hiện tốt luật khoáng sản để khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản. Các em hoàn thiện nội dung của phần 2 vào trong tập của mình nhé. Hướng dẫn ở nhà, các em sẽ hoàn thiện đầy đủ nội dung của bài học vào trong tập học bài và tìm hiểu trước bài 28, đặc điểm địa hình Việt Nam. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em.